Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi trên hệ sinh thái thể thao của VTV Cup. Game 3 VBA Finals giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam 2023. Sài Gòn Heat đang dẫn trước 2-0 và đây sẽ là cơ hội cuối cho Nha Trang Dolphins để hy vọng kéo series này đi dài hơn. Một trận đấu không thể thua với họ nữa. Madarius Gibbs, Phúc Vinh, Robert Samson, Dominic Thầm và Vĩnh Quang là đội hình xuất phát của Utfin ngày hôm nay. Như vậy là bất chấp những phát biểu rất gay gắt của ông Lukic thì Samson vẫn sẽ được sử dụng ở trận này. Còn đây là đội hình ra sân của Sài Gòn Heat, những người đang đi tìm chiến thắng quyết định để có thể có cho mình chức vô địch thứ tư tại VBA, chức vô địch thứ tư liên tiếp Đại học Nha Trang, bởi họ đang kỳ vọng rất có thể đây sẽ là trận đấu mà Sài Gòn Heat sẽ giải quyết series và nâng cao chức vô địch của VBA. Những điểm số đầu tiên của trận đấu đã đến với Nha Trang Dolphins. Những cú ném 3 là một yếu tố quan trọng để Nha Trang Dolphins có thể hướng tới chiến thắng trước Sài Gòn Heat. Có một khởi đầu khá mát tay trong trận đấu ngày hôm nay. Và thậm chí là Robert Samson cũng đã lên tiếng với một block. Dominic Thâm rất chống chải và Thâm mang về điểm số thứ 5 cho Dolphins. Lạc quan cho Dolphins, nhưng tất nhiên Sài Gòn Heat thì cũng có thói quen nóng máy chậm rồi. Đây là Hassan, khoảng trống và không có lý do gì Hassan không tận dụng. Robert Samson không áp sát. Đấu Đại học Nha Trang đông hơn rất nhiều so với game đấu thứ 2. Dominic Thâm có end one thì Kecho Buckley cũng trả lời. Kích ra và đây là Vĩnh Quang. 3 điểm tiếp theo của Huỳnh Vĩnh Quang. Vĩnh Quang đã có 2 cú 3 điểm chính xác. Cầu thủ này trong 13 phút trên sân ở trận trước có được 6 điểm và plus minus là cộng 16. Đây là pha xử lý của Kecho Buckley rất tốt, một cú ném ngay trước mặt của Robert Samson. Vừa rồi thì hiệu suất ném 3 của cả hai đội đều là 2/6. Kim Bản đã có cơ hội và 3 điểm từ võ Kim Bản, 13 đều. Cũng như Kim Bản thành công từ trước đó, và có vẻ như ngày hôm nay thì Kim Bản cũng đang sớm có được cho mình một sự chính xác. Bây giờ thì Sài Gòn Heat lần đầu tiên trong trận đấu vươn lên dẫn trước, có một vị trí thuận lợi hơn. Và Buckley cũng có thừa sự bình tĩnh để quan sát tình huống cố gắng truy cản của Samson. Nhưng đây là điều mà chắc chắn là Nha Trang Dolphins vẫn đang rất cần. Một cú ném cực kỳ chính xác của Huỳnh Vĩnh Quang. Gibbs và Dương Minh An có thêm Tim Will tiến ra. Đường chuyền ra cánh. Cú ném 3. 3 điểm nữa cho Nha Trang Dolphins. Dolphins đang ném rất tuyệt vời ở hiệp 1. Dolphins vẫn còn 5 giây để hy vọng tích thêm điểm. Huỳnh Vĩnh Quang có buzzer beater không? Đây là Huy Hoàn cách e sút. 3 điểm và buzzer beater cho Huy Hoàn. Sơn Minh Tâm, Phúc Vinh. Phúc Vinh đối đầu với Phú Vinh. Cú shot khó của Phúc Vinh, nhưng bóng vẫn đang thuộc về cầu thủ Nha Trang Dolphins. Có 2 điểm cho Dominic Thâm. Khi mà các đồng đội đã chạy phản công lại mất bóng thì chỉ còn Phú Vinh ở phần sân nhà. Rất khó Phú Vinh, nhưng có khoảng trống để ném 3. Tại sao Dolphins lại để cho Phú Vinh một mình một bóng ở vạch 3 như vậy? Hit vẫn chưa thực hiện trong cả 3 lần vô địch trước của mình. Đinh Thâm, một cú ném 3 của Thâm, ném sọt rổ. 3 game finals, mỗi game thì Thâm ném một quả 3 và đều chính xác cả. Phú Vinh, vẫn đang là Phú Vinh lần này thì sao? Thì pha thả rổ đã mang về điểm cho Phú Vinh. Và cơ hội tấn công cho Kecho Buckley. Một mình Kecho Buckley lướt đi nguyên cả một đội hình áo vàng, không ai cản được anh. Công của Dolphins, lại là khoảng trống cho Huy Hoàn. Huy Hoàn không ném, đột phá và không có điểm cho Huy Hoàn, nhưng có steal và bóng thuộc về Dominic Thâm. Madarius Gibbs, 3 điểm từ Gibbs. Gibbs cũng đã mở tài khoản. Là bóng lắc rổ ra ngoài và phản công. 2-1, Gibbs làm gì? Đường chuyền, đường chuyền rất quen thuộc của Gibbs. Và một cơ hội như thế này thì Dominic Thâm không có thể bỏ lỡ. Tận dụng tốt hơn vì Sài Gòn Heat đang trở lại. Khoảng trống mênh mông ở góc không. Dư Minh An, 3 điểm cho Dư Minh An. 37, cách 7 điểm. Madarius Gibbs được truyền lại cho Robert Samson. Và cuối cùng thì Samson đã đem chính xác. Chống phân giáp rất tốt của Gibbs. Lại là Gibbs và Samson đang tung hứng với nhau. Lần này Gibbs quyết định đột vào và kích ra cho Huy Hoàn. Cú ném quá nhẹ của Huy Hoàn nhưng lại trở thành cơ hội thuận lợi cho cái tay trái của Robert Samson. Không. Đồng hồ của hiệp 2 bắt đầu đếm giây. Dominic Thâm rất hay pha tung hứng giữa Thâm và Huy Hoàn. Huy Hoàn đã quá bình tĩnh và điểm cho Dominic Thâm. Và sẽ là cơ hội cho Dolphins. Gibbs và Phú Vinh. Gibbs có điểm. Phú Vinh cũng không muốn lỗi.
nhưng là cứu bóng hộ Sài Gòn Hit. Kencho Buckley chuyền cho Phú Vinh. Phú Vinh không thể bỏ lỡ cơ hội này được và hai điểm nữa được ghi. Lee đã chờ và đây là cú ném không cần nhiều đà. Mình có lẽ sẽ cần nhiều đà hơn một chút để có một cú ba điểm thành công. Hassan Thomas là người ghi điểm. Tối ngày hôm nay vẫn đang là cầu thủ của National Dolphins, đó là Huỳnh Vĩnh Quang, người đã có 16 điểm. Vẫn là Vĩnh Quang, thêm 2 điểm nữa. Có bóng fake khá hay của Vĩnh Quang. Sơn bóng nhả lại cho Kim Bản. Kim Bản đang ném 1 trên 5 ở vạch 3 ngày hôm nay. Vẫn là Kim Bản, 8 giây. Cú ném rất khó của Kim Bản. Nhưng khi chúng ta nhắc tới hiệu suất ném tệ của Kim Bản thì ngay lập tức anh trở lại. Và đã được skip. Cầu thủ cần phải lấy lại được phong độ của mình. Và đột phá của Phúc Vinh. Xử lý khá dẻo, end run cho Phúc Vinh. Dư Bình An có khoảng trống cho một cú ném ba sọt rổ, lại là Dư Bình An. Dư Bình An và Kim Bản đang liên tục lên tiếng ở hiệp này. Bóng còn trong sân, đó là Darius Gibb. Khoảng trống cho Vĩnh Quang. Vĩnh Quang đột vào trong, không được. Thêm một offensive rebound của Dominic Thiem. Và thêm 2 điểm nữa và lại là thêm những lời nói nữa được dành tặng cho Kencho Buckley. Badarius Gibbs ra tốc, Gibbs tiến vào rất nhanh và có điểm cho Badarius Gibbs. Kencho Buckley vẫn đang cần các đồng đội của mình. Buckley, đây là Kim Bản. Một cú ra tay nhanh và cực kỳ chính xác của Võ Kim Bản. Được đảm bảo 70 và 57, một tiếng trước là được đảm bảo cho Nha Trang Dolphins. Và ghi điểm của Kim Bản. Dolphin muốn đánh chậm chắc ở những phút cuối của hiệp 3. 7 giây cho Gibbs. Gibbs thoát qua Dư Bình An thực hiện một cú floater và điểm cho Dolphins cùng với Madarius Gibbs. Cực cay trong những diễn biến gần đây. Madarius Gibbs đối đầu với Minh An và có điểm cho Madarius Gibbs. 13 điểm hiện tại của Dolphins. Kencho Buckley và Hứa Kỳ Anh. Kencho Buckley qua rồi, kích ra Hassan Thomas. 3 điểm từ Hassan. Sài Gòn Hit cũng có buzzer beater. Và đột phá của Kencho Buckley không được rồi, áp lực tốt và không có điểm cho Buckley. Mà Darius Gibbs lại một mình dẫn bóng phản công. Dolphin đang có một chiến thuật hiệu quả. Gibbs đã switch sang Hassan. 5 giây, tiếp tục là pha đột phá của Gibbs và Edwin. Wow, Gibbs vượt qua cả Hassan và Phú Vinh để có được cơ hội ghi 3 point play. Điểm sẽ rất có lợi. Và đây là một pha ra tay bất ngờ của Gibbs. Sau cú ném thì anh cũng đã phải di chuyển nhanh vào trong vì biết đó không phải là một cú ném chính xác. Lần chuyển bóng nhanh, đường chuyền hay. Lần này thì Gibbs ném ở góc không. Và 3 điểm cho Madarius Gibbs. Tốc bởi thầm Madarius Gibbs. Đến hiệp 4 thì sân đang khá trơn. Vĩnh Quang giả ném và quyết định là đột phá kích ra cho Robert Sampson. Gibbs xin bóng và Gibbs có bóng. Đó là lựa chọn hợp lý của Robert Sampson. Hãy tin vào Gibbs. Đó là lần gần nhất mà họ thua ở playoffs. Thất bại trong game 2 loạt finals với Thăng Long Warriors. 100 điểm. Và có lẽ Dolphin cũng sẽ khó có thể làm được điều đó khi mà trong những phút vừa qua họ thi đấu tương đối lỏng tay. Vẫn đang là Gibbs. Quyết định ném của Madarius Gibbs. Và đây là rebound của Robert Sampson. And one cho Sampson. Đội Bình cũng thực sự đã phát huy được phong độ rất tốt. Đúng là ở thế chân tường thì Dolphins đã vùng lên rất mạnh mẽ. Và chính xác của Võ Duy Linh. Và series sẽ kết thúc với tỷ số 95-74. Trên sân ngày nay có cả sự xuất hiện của Khoa Trần, Mr. Wiggle, người đã từng thi đấu trong màu áo của cả Sài Gòn Hit lẫn Nha Trang Dolphins. Những diễn biến ở trên sân trong những giây cuối không còn quan trọng. Hai đội đều chỉ còn chờ đồng hồ chạy về không. Chiến thắng dành cho Nha Trang Dolphins trong game đấu thứ 3 của series chung kết VBA 2023.